Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tơ đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhá. Ok luôn. Hôm nay thì mình đang đi làm một cái thử thách đây. Đó chính là chỉ sử dụng cây X18 lấy được một đấu danh. Đó, thì thử thách này được một bạn hôm qua đã đặt ra cho mình. Thì đến thôi nhé. Đấy, có anh chàng mình bên trong một cái súng kìa. Bạn chạy đi đâu? Tính mân mê đấm mình đúng không? Dễ gì hả bạn ơi? Đen thưa bạn ạ, đỏ thì quên đi nhá. Anh chàng ấy tính tiếp cận mình xong đấm mình. Bên này lại có người nữa. Mình vừa nghe tiếng súng xong. Ôi, Uzi kìa. Có tiếng của cái Uzi. Toàn súng. Ê, làm gì đấy hả bạn? Hai sọ nhá. Ok, nọt lịm anh em ạ. Bạn ở bên trong kia thì chắc là ham đồ quá, đâm ra là không bơm máu, yếu máu. Bắn nhẹ vài viên đã chết rồi. Rồi thôi, bom keo rồi thì thôi, mình không bắn nữa đâu. Ban nãy rõ ràng là mình nhớ là mình thấy người trên này xong, mà không biết là anh chàng trên này chạy đi đâu mất tiêu rồi. Nhanh thật đấy. Bên kia đúng không? Rồi nhá. Mình thấy bạn rồi nhá. Chạy vòng ở đấy nhanh đấy. Khó khó khó. Chết mẹ mày rồi con. Ui, dình nhai đấy hả bạn ơi? Trời ơi, dình vào ai muốn biết là ngồi im du. Sợ thật. À, chạy kìa. Bạn tính chạy đâu? Mình tưởng là bạn ấy chạy, nhưng mà không phải rồi. Có vẻ như là bạn ấy chạy thật à? Rồi ôi, vì là mình không có súng cận chiến, đâm ra là mình cũng không thể nào mà công ẩu lên được. Anh em biết rồi, mình đang cầm X18 mà. Công ẩu lên một cái là lơ ngay lơ ngơ là bay sọ ngay. Không phải đùa đâu. Hả? Mất tiêu rồi. Thôi, bỏ anh em ơi. Không muốn chơi bạn ấy nữa. Rồi, bắn nhau. Lút đồ đi đúng rồi, lút đồ. Lút đồ đi bạn ơi. Yếu rồi đúng không? Ư máu đi. 2, 1. Liệu này. Không trúng kìa. Hay ta? Mình cứ nghĩ phát đấy là phải trúng chứ. Nó lại xịt anh em ạ. Nhọ thật. Đành phải chạy vòng vậy. Mình đâu có súng gì để chơi bạn ấy đâu. Ủa ơi, trong nhà này có người nữa à? Dữ dằn thế. Đi đâu gặp người này. Ê, thấy rồi nha. Mình thấy bạn rồi nhá. Bắn banh luôn cả cái giáp luôn. Có người tới. Ở đâu? Thôi, chim cút thôi em ơi. Mình đang ngoài bo, đâm ra là không nên căn ké bạn ấy làm gì nhiều. Cái thứ hai là mình cũng không có súng cận chiến. Chúng ta chơi chiến thuật bắn tầm xa thôi. Chứ bắn tầm gần là mình thua chắc rồi. Đó. Lâu lâu cà khịa bạn ấy vài viên. Xong mình lại tiếp tục én đây. Vào bo thôi. Cái đảo trên đường này mà anh em không chạy bo sớm là tí nữa chạy bo không có kịp đâu. Còn 5 người. Ước gì mình có vài trái lựu đạn ở đây ha. Có người tới luôn. Thiềng thế. Đi đâu các bạn ơi? Bạn đi đâu đấy? Ôi ôi, tầm ghê thế. Mình nhén đây. Bạn đang cầm lựu rồi. Sợ thật. Rồi
Rồi êm rồi. Lên đồi hả bạn? Nào, bạn chạy đi. Cứ ở đấy mà lên đồi nhá. Lại có người ở ngoài nữa này. Càng thế. Có súng cận chiến là mình chơi hết rồi đấy. Xẹo chó, xẹo chó. Chẳng qua là mình đang đi làm thử thách thôi. Bầm. Choáng chưa? Choáng rồi thì mình xin. Đó, đặt cho bông keo trước. Nút đồ. Ôi ôi, bo thu rồi nhé mời. Bơm máu lẹ lẹ xong rồi chạy bo thôi nào. Đó, ổn rồi. Đi thôi. Không nhanh là không kịp đâu. Bo chống thế này cơ mà. Một bạn trên đồi kìa. Ơ, hai người trên đồi à? Hai người trên đồi luôn anh em ạ. Ơ kìa. Sao các bạn chung tay bắn mình thế này? Phá làm gì? Mình còn nhiều bom keo lắm. Bên kia vừa có một ông bị hạ xong. Đèn thế. Chạy bo thì không lo, lại lo đi bắn nhau với mình. Thế là dở rồi. Ui. Ui. Sợ thế. Sợ thế. Này thì bắn mình này. Đúng là con trai của ta. Yeah. May quá anh em ơi. Là bạn ấy bắn tầm xa. Cũng may là bạn ấy chưa áp sát mình. Ok, thì như vậy là thử thách ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hoàn thành nhá. Nếu như mà anh em có bất kỳ thử thách gì hay là yêu cầu gì trong những video sắp tới của mình thì anh em cứ comment nhẹ nhàng xuống bên dưới nha. Anh em tưởng đã hết video rồi đúng không? Vậy thì chào mừng anh em tới chương trình. Hãy comment đi và bạn sẽ được gió trả lời. Comment đầu tiên đến từ bạn Trang Su Bobby. Anh gió làm thử thách giờ view hành động, skin súng và đồ trang phục trong tủ đồ anh Nhi ạ. Mong được lên top. Cái này thì hình như là mình đã làm vào một khoảng thời gian trước rồi. Nhưng mà thực ra là mình cũng không có đồ gì mới. Nên là Trang Su cố gắng tìm lại xong rồi xem nhá. Tại vì là nó cũng không khác gì nhiều so với cái thời điểm mà mình giờ view đâu. Comment tiếp theo đến từ bạn Hoa Lai. Yo, chúc anh gió bờ tờ vờ vờ. Anh hãy sử dụng những món đồ được anh gà rán tặng free đi ạ. Mong anh gió làm. Thì thực ra là mấy cái món đồ mà gà rán cho free ấy thì thứ nhất là mình không có làm mấy cái sự kiện để nhận đồ free đó. Với lại gà rán cũng cho mình rất là nhiều đồ miễn phí, trong đó có cả súng huyền thoại rồi các thứ này kia. Nhưng mà cái này thì chắc là thôi, tại vì là mình cũng không nhớ rõ chính xác được là cái gì gà rán tặng mình và gà rán cho mình, nên là thôi. Có gì thì bạn cứ comment chi tiết những món đồ xong rồi mình sẽ đi làm cho nó dễ nhá. Comment tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Duy Phương. Hello anh gió nhá, chúc anh bờ tờ vờ vờ. Anh làm thử thách dùng chảo lên top 1 đi ạ. Mong được lên top nhá. Thử thách này hay đấy. Nhưng mà để mà làm được trong ngày 1, ngày 2 thì không phải chuyện đơn giản đâu em. Nên là anh sẽ gắng làm nó. Nhưng mà bao giờ xong thì anh cũng chưa chắc chắn được. Bao giờ mà có video mới thì anh sẽ đăng lên, xong rồi có gì thì em nhớ vào em tương tác nhá. Comment tiếp theo đến từ bạn Quý Trần. Yo, chúc anh gió bờ tờ vờ vờ. Anh làm thử thách chỉ dùng đồ Attack on Titan lấy top 1 đi ạ. Ok thôi, cái này thì mình làm được. Mai mình sẽ làm nhá. Nhớ đón xem video ngày mai để biết kết quả nha. Comment cuối cùng trong ngày hôm nay đến từ bạn Né Xỉu Chảo. Mà chip M4A1 tăng chỉ số gì vậy anh? Cái chip này thì nó sẽ tăng cho cây M4A1 sức mạnh nhá. Và cụ thể thì là tốc độ bắn nha. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!